Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Có nhiều bạn hay inbox cho Ngợi á, hỏi anh cao mét mấy mà nhìn anh bự vậy. Các bạn, thực ra các bạn mình cao mình to thì đó là một cái ưu điểm đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta nhỏ mà chúng ta biết cách thì chúng ta nhìn vẫn to các bạn ha. Tại vì cái đẹp thì nó sẽ đến từ cái việc mà nó các cái nhóm cơ trong cơ thể của chúng ta nó cân đối. Cho nên nếu mà chúng ta biết những cái nhóm cơ lớn mà chúng ta không tập những cái nhóm cơ nhỏ thì nó cũng là một cái sự thiếu sót. Cho nên đó là ngày hôm nay Ngợi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái nhóm cơ này ha các bạn ha. Cái bắp chân của mình á. Đó. Các bạn có thể tay thì cái phần tay chúng ta có thể để đây nè à, hoặc là chúng ta có thể để đây cũng được, như thế nào được tùy các bạn, nhưng mà làm sao chúng ta phải nhớ là đây à, nếu mà khó này chúng ta di chuyển đi góc độ nè, hạ góc độ xuống nè, hoặc là nâng lên thì sẽ càng khó nè các bạn nè, đây nha, nào xuống nè, lên nè, bấm vào cao hết mức có thể nha, rồi hít lên 2 3 lên 4, từ từ cảm nhận cơ bắp. Ở cái động tác này có một lưu ý này các bạn nè, nếu mà chúng ta xoay gót vào bên trong á, được chưa, thì chúng ta sẽ hoạt động cái khớp bên cái cơ này bên ngoài nè, nếu mà chúng ta xoay gót ra bên ngoài á chúng ta sẽ tập trung vào cái nhóm cơ bên trong à, đó rất là hay luôn các bạn nha, nhớ nha các bạn, nhớ tập nha. Đây, xoay ra ngoài đi vào trong, lên xuống, lên xuống, là như vậy. Mỗi một bài chúng ta tập 4 tổ và mỗi một tổ chúng ta làm maximum luôn, các bạn đừng quên tập cái nhóm cơ này nha, cực kỳ hay luôn.